Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn đến với kênh tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về và tụi con sẽ lắp đặt một cái bảng điện nguồn công nghệ chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài 6 thành lắp bảng điện mặt tiền ha. Thì video này mình sẽ chia ra hai phần. Video thứ nhất là mình sẽ lắp tất cả các dụng cụ điện lại, và phần 2 mình sẽ hướng dẫn các cái lỗi thường gặp khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị này, cách khắc phục. Nào, tôi con sẽ bắt đầu ha. Để làm được những bài 6 này, các bạn cần chuẩn bị một cái bảng điện ha, một bảng điện. Bảng này các bạn ra thị trường bạn mua cũng có nhiều đâu, tầm 5-7 ngàn một cái gì đó các bạn hay mua được. Một cái ổ cắm ha, một ổ cắm, một cắm điện ha, ổ cắm bạn mua ổ nhỏ nhỏ này. Bài này các bạn sẽ lắp cái ổ cắm. Ổ cắm này bạn mua tầm giá dao động là từ 10 cho đến 20 ngàn nếu như bạn mua cái ổ dạng này. Hai cầu chì ha, hai cầu chì. Cầu chì này bạn cũng ra thị trường mua có nhiều thôi, khoảng 5-7 ngàn cái vậy đó. Một cái đu đèn, một cái đu đèn. Đu này bạn có thể dùng đu dài được, đu sấy được. Mấy công tắc, công tắc nhớ phải là công tắc hai cực nha. Đây. Phải là công tắc hai cực nha. Nên nếu mà công tắc ba cực là không được, công tắc ba cực vẫn đấu được nhưng mà phải chú ý một cái phí cắm điện. Một bóng đèn, bạn có thể dùng bóng đèn nào cũng được. Ở đây mình dùng một cái bóng đèn LED, công suất là 5W ha, 5W. Bóng này, bóng đèn này mua tầm dao động từ 30 đến 50 ngàn. Còn nếu mà mua cái bóng đèn sợi đốt, đèn dây tóc là sẽ rẻ hơn. Kìm, chú vít, hai loại dây điện. Cho nó một đoạn là sẽ đấu đèn, đoạn là đấu chạy vào bộ mặt điện. Để lắp mặt điện ấy, thì bạn sẽ trước khi lắp ảnh điện thì mình sẽ nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. Đây. Ở đây mình đã vẽ xong cái sơ đồ nguyên lý. Bây giờ mình sẽ tiến hành phân tích và xem. Đây là tiến hành cái sơ đồ nguyên lý. Bạn nhớ A thì đó là dây pha, hoặc là L tiếng Anh nó là line. Thì đây là cái tượng trưng cho việc là dây pha, là dây lửa, dây nóng cho được. Bạn sẽ cho qua hai cái cầu chì này. Nhằm mục đích để bảo vệ mạch điện, tránh trường hợp là sẽ ra các cái sự cố chạm chập, bảo mạch không mong muốn, quá tải công tắc. Từ cái cầu chì nó sẽ vô một cái là vô công tắc như thế này để mà bảo đóng các mạch điện, đóng các bóng đèn này. Ở cắm, cắm là nó sẽ cho vào một cực của cắm. Còn đây là dây trung hòa, trung tính, dây pha, dây N này là tiếng Anh của nitro. Đây sơ đồ như sau: từ dây pha hay gọi là dây lửa, bạn sẽ cho vào hai đầu vào của cầu chì. Từ cầu chì, một cầu chì bạn sẽ đi vào trong một cực của công tắc và một cực của cắm. Hai cái cầu chì hai bạn sẽ vô một cực của cắm. Sau khi mà từ dây pha công tắc này vẽ là một ký hiệu màu đỏ, mình sẽ vô cho cực của bóng đèn ha. Còn lại dây nguội bạn sẽ cho vào nguội của một cực cắm này, bạn sẽ cho vào cực nguội, và kể cả một cực của bóng đèn bạn cũng cho vào nguội luôn. Thì đây là chính là cái sơ đồ nguyên lý. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt bảng điện ha. Đây là cái bảng điện. Thì các bạn phải nhớ là bạn phải khoan lỗ ha. Nếu như các bạn bảng điện mà bạn có sẵn những cái lỗ nhỏ nhỏ này, bạn có thể khoan lỗ. Nhưng ở đây là trường hợp của mình là đây là một cái bảng điện không có lỗ thì mình buộc phải khoan lỗ. Mà để khoan lỗ thì bạn sẽ vạch dấu. Vạch dấu thì bạn sẽ sử dụng cái bút này, bạn đánh, đánh hết những cái này dùng cho mình. Sau đó bạn sẽ khoan ha, khoan. Nếu như bạn dùng cái bảng, bạn dùng bảng điện bảng mà chống trơn chả có gì á, thì bạn sẽ khoan một cái hai mũi. Một mũi là mũi nhỏ để bạn khoan cho biết là bị bắt ốc, và một mũi khoan lớn để bắt cắm. Rồi thì đó là cái vấn đề về việc lắp bảng điện ha.
Rồi thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là khoan cái bảng điện, mình sẽ bắt đầu là bắt thiết bị ha. Thì ở đây mình sẽ bắt cái cầu chì trước đây. Đây mình sẽ bắt cái cầu chì vô trước đây, giống như thế này. Công tắc để cắm. Thì đây là cái bảng điện bài 6 dự kiến của chúng ta ha. Đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ ghim những thiết bị đèn lên và sau đó mình sẽ bắt đầu nối dây. Ok, sau khi mình đã khoan, mình đã bắt thiết bị xong, mình sẽ như thế này ha. Thì đây là cái bảng đó. Đó thì ở đây mình gắn có hai cái cầu chì, một cái ổ cắm thôi, thì là cái công tắc này nếu mình gắn vô á thì nó sẽ không thể nào đấu dây được, nên là cái công tắc này mình sẽ để sau. Còn lại những cái thiết bị này mình có thể là bắt viết xong là đấu dây luôn cũng được. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu dây. Chúng ta hãy nhìn vào sơ đồ lắp đặt như đây. Đây sơ đồ lắp đặt đây, thì trước hết chúng ta sẽ đấu từ cái điểm này, các bạn sẽ cho vô đấy, như lúc này mình đã phân tích rồi đó. Các bạn sẽ cho dây pha từ đây xuống hai cầu chì này. Rồi thì chúng ta sẽ nhớ là phải dùng dây pha nha. Ở đây mình ký hiệu màu đỏ. Thì bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem. Thì bạn có thể là đấu vào cái điểm nào cũng được. Đây ví dụ là bạn có thể là dùng cái dây này, bạn đấu vào đây, cho bạn dùng một cái dây này các lúc vào đây cũng được, hoặc mà bạn đấu vào đây trực tiếp luôn, nhưng các bạn phải dùng một cái dây lớn, bởi vì là khi mà bạn lúc vào đây là bạn sẽ phải dùng ổ cắm. Thì ở đây mình sẽ đấu ở đây và sau đó mình sẽ lúc vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Đấy mình sẽ cắt một cái đoạn dây để lúc từ cái bên phải sang bên trái này. Rồi đây bây giờ mình sẽ dùng, mình sẽ cắt đến cái đoạn này là hết này. Rồi thì mình đã có một đoạn rồi. Đấy các bạn sẽ cắt ra. Đấy rồi tiếp theo là các bạn sẽ đấu đến cái nguồn vào ha. Các bạn sẽ đút vào đây, các bạn cũng tước cái vỏ ra. Đấy các bạn sẽ đút vỏ ra như này, sau đó các bạn sẽ đấu hai dây này vào nhau và sau nhập chung vào một cái điểm vào của cầu chì. Đấy các bạn là vô đây, sau đó các bạn là xoáy nó lại, xoáy sao cho nó cái mối nối của chúng ta càng nhỏ càng gọn càng chắc càng tốt. Rồi đấu xong rồi bạn cắt bỏ dây thừa đi, đó bạn sẽ đấu vào cầu chì. Đấy bạn sẽ đấu vào đây, bạn mở to phóng đại cái đai cầu chì ra, bạn đút cái dây vô. Đấy bạn đút cái dây này vô. Đấy bạn nhớ là bạn đút hết sát dây ra nha, nên nếu như bạn đút mà lúc mà bạn đút không kỹ là rất là dễ bị lỏng dây. Nếu như bạn không chắc thì bạn có thể là xoáy cái này càng nhỏ, bởi vì những cái cầu chì giống như cầu chì của mình là nó thiết kế hình thức là xỏ bằng lỗ, mà khi bạn xỏ bằng lỗ thì bạn phải xoáy như là vỏ thật là nhiều để bạn là sử dụng ha. Rồi bạn sẽ đút vào đây, cố gắng đút hết vô. Hoặc nếu như bạn không đảm bảo được bạn thì bạn là sẵn và đúc từng cái riêng ha. Đúc từng cái riêng bạn sẽ đúc chung một lỗ, nhớ phải mở to lỗ nè. Đây đây bây giờ bạn gặp trường hợp giống mình thì bạn là dùng cắt hai. Bạn là dùng cắt hai cũng được. Dùng cắt một được, đây mình dùng cắt một luôn. Số năm quan sát Thank you.
nhớ là mình thu hồi cái đầu sao cho nó nhỏ nhất nha. Nếu bạn thu hồi mà để lớn nhất thì rất khó đấu. Nhớ rồi mình. Đấy. Rồi, sau khi bạn đấu xong rồi bạn sẽ dùng túi các bạn siết chặt lại. Đây mình làm mình hướng dẫn rất là chi tiết nha. Đấy, siết chặt luôn. Đấy, nếu bạn siết lỏng nó sẽ ảnh hưởng đến mối nối của chúng ta. Bây giờ bạn học vài năm nối dây điện bạn có thể biết được rằng cái tác hại của việc mà đấu nó là đấu lỏng như thế nào rồi. Bạn có thể gây chập cháy, thậm chí là gây cháy nhà luôn. Rồi, bên này cũng vậy. Đấy, bạn cũng sẽ đấu vô cầu chì giống như bình thường thôi. Đấy, tuốt bỏ nè. Bây giờ bạn có thể là bạn sẽ gấp cái đầu này giống như này nè. Đấy, cho bạn đấu vô. Đấu vô cầu chì. Đây, bỏ ốc to đây. Bỏ hơn chút, xong rồi mình làm. Chút dây vô. Mảnh xích dây vô chặt nha. Đấy. Bỏ vô, sao đó xích ốc vào. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái đoạn thứ nhất rồi. Nguồn điện cho vô cầu chì và link vào đây. Đó, thì các bạn sẽ đấu như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đấu phân đoạn từ cầu chì xuống cấp tắc. Đây, mình cũng sẽ dùng mực đỏ luôn. Các bạn sẽ đấu vào đây. Đây, đây. Vậy này. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục làm ha. Đây, mình sẽ dùng cái dây mà mình đã cắt rồi. Đây, cắt rồi cái dây kia rồi nên mình sẽ. Rồi, mình sẽ dùng này. Cắt rồi, tút bỏ. Đấy. Cho bạn giống như mình đây. Bạn sẽ cho vào cái đầu dưới này. Này, mình sẽ cho vào cái đầu này. Đấy, bạn mở rộng cái này ra. To hơn chút. Rồi, nó tút vào đây vô. Cho nó các bạn. Đấy, xích cầm chặt vô. Rồi sao các bạn. Đút cái dây xuống. Cho nó đưa vào bảng này công tác. Đó. Đây. Đút vỏ luôn. Đây ha. Đấy. Cầm đắc hai cực. Đấy, bạn nhìn kỹ nha. Thì bạn sẽ đấu vào cực trên hay cực dưới thì được. Mình sẽ đấu vào cực trên. Đây. Đấy. Đó, bạn sẽ đấu như này. Đó. Sau khi các bạn đấu xong sẽ dựng như này. Đó, rất là đơn giản. Tiếp theo, từ cầu chì các bạn sẽ đưa một cái đường dây link xuống ổ cắm. Đấy, đưa vào một cái cổ cắm. Rồi bây giờ mình sẽ... Ok, mình đã chuẩn bị sẵn luôn một đoạn dây. Mình đã tuốt vỏ hết rồi ha. Đấy, tuốt vừa đủ. Rồi bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem. Đây, từ cái chỗ này, sẵn lại, cắt bớt một khúc. Các bạn sẽ đấu vào đầu ra của chì. Đây chính là đầu ra của chì. Đấu này hơi khó. Bóp đầu lại. Giống như mình này. Đấu cho cái này được. Đây mình cắt người bắt.
Rồi. Mình sẽ đấu gạch với ta. Đấy. Ok, sau khi mà như thế này rồi, mình sẽ đúc cái dây này xuống. Đó. Mình sẽ đấu vào ổ cắm. Mình sẽ đấu vào cực bên trái của ổ cắm. Đấu cực nào cũng được, nhưng mình khuyên bạn nên đấu cực trái để cho nó thuận về bên dây pha và dây trung hòa. Cách đấu như sau. Đấu này á, mình sẽ khẳng định với các bạn là có thể dùng bền. Đây, mình sẽ đấu như này. Đó, đó là bằng dây là nhớ như này. Đây, biết này, ta sẽ đổ vào đây. Đấy. Đó, đúng rồi. Cho các bạn đổ vào ốc. Giống như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ để máy quay xuống. Rồi gác mình sẽ siết chặt ốc lại. Hoàn thiện dây hệ thống dây pha rồi ha. Mình sẽ nhắc lại là từ cái nguồn điện ở đây các bạn sẽ câu qua hai cái cầu chì này giống như thế này ha. Đây dây nguồn điện cho vô, sau đó bạn dùng một dây link link qua đây, dây lửa của cầu chì cho vào một cực của công tắc, dây đầu ra cầu chì còn lại bạn sẽ cho vào ổ cắm giống như thế này. Đó là mình đã hoàn thiện xong về phần nguội rồi. Tiếp theo là đến phần nguội. Nguội thì chúng ta sẽ đấu như sau. Thì cái dây ra đèn thì bạn sẽ đấu nè. Đấy, từ cái cực còn lại công tắc mình sẽ ra ra bên đèn. Đấy. Còn nguội thì như thế nào? Mình sẽ dùng mực xăng. Từ đây các bạn sẽ đấu vô. Đây. Có hai cách đấu, một là đấu trên cái trục dây mà cho các ngồi đèn, có hai cách đấu, một là đấu trực tiếp chích từ chỗ này mà đô dây, cái hai là mình sẽ lấy từ cái chân ngồi công tắc này mà ra. Thì bạn ơi là dùng kiểu nào được, thì đây mình sẽ dùng cái kiểu mà từ chân đấy. Thì ký hiệu này có nghĩa là né dây nha, bây giờ gọi là dây né vượt. Mình sẽ lấy cái cách này nó sẽ gần hơn. Đây. Bây giờ mình sẽ đấu tắt dây ra. Mình sẽ đấu dây từ công tắc ra trước. Đấy. Mình sẽ đấu dây bên dây lửa trước. Đây. Mình sẽ để bảng điện mình ra. Đây, các sẽ đúc vào cái lỗ. Lỗ như bình thường thôi. Đây. Đây, đây. Mình sẽ đấu vào đây. Đấy. Chị cũng chặt vô. Tiếp theo là bạn sẽ để dây cánh liền, nếu mà dây quá thừa mà bạn không để nào cắt thì sẽ để hai dây này cắn nhau. Các bạn nãy giờ thì mình có khách bán hàng nên là mình phải tạm dừng video lại. Mình mong các bạn thông cảm. Rồi, cái dây nguội còn lại của dây nguồn, nguội của dây đèn, các sẽ đấu chung như sau. Cách thứ nhất các bạn là đấu ở đây cũng được, bạn là đấu ở đây, tách vỏ và đấu. Cách hai là chúng ta sẽ đấu thẳng vô cái nguồn điện giống như ở đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn cách hai, bởi vì là mình không phải là dùng băng keo nhiều. Đây mình sẽ đấu vô, mình sẽ đúc vào đây, đấy, đúc vào đây. Rồi tiếp theo mình đúc cái dây này. Đấy, đúc vỏ đây. Bây giờ là mình sẽ tách vỏ ra thành đôi.
làm cũng tương tự vậy thôi, cũng mở cái ốc ra, mở hẳn luôn nha, mở hẳn, sau đó bạn đấu vào đây, bỏ vào đây, đấu vào rồi xoáy thêm một vòng nữa. Tiếp theo là mình sẽ đấu video này vô. Đấy. Rồi cuốn thêm một vòng nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ để hẳn góc xuống dưới ha. Bây giờ mình sẽ tháo hẳn toàn bộ đi. Đấy. Mình sẽ đuổi này ra một chút. Rồi mình sẽ để giống như này. Rồi đó. Bắn tiếp luôn. Rồi sau khi các bạn ha, thì mình đã tìm lại được có ốc rồi. Nãy làm rất có ốc này, bây giờ mình sẽ làm lại ha. Đây, cũng cho luôn. Đây là một cách đơn giản nhất. Kẹp ốc vào. Đó là quay tiếp bị xuống. Rồi. Ok. Cuối cùng mình đã đấu xong thiết bị, các cái thiết bị rồi. Làm chúng ta sẽ chỉ còn là việc mà chúng ta hoàn thiện lại cái bảng điện ha. Bây giờ mình sẽ lắp hết tất cả lại cái mặt này và mình sẽ hoàn thiện rồi ha. Ok, sau khi mình đã lắp hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ thấy như này. Thì cái này mình đã hoàn thiện toàn bộ là 90% rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý những phần cuối. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý phần cuối. Rồi, thì ở đây là chúng ta sẽ xử lý việc là đấu cái cắm trước. Mình cũng sẽ hướng dẫn là đấu cái cắm luôn. Ai biết rồi thì bỏ qua đoạn này. Ai chưa biết thì bạn là xem video tham khảo cách đấu cái cắm ha. Các bạn sẽ tháo cái cắm ra. Nó sẽ có hai cái thiết bị ha. Các bạn sẽ cắt bỏ dây điện sao cho thích hợp với cái việc mà chúng ta đấu luôn. Các bạn sẽ cắt như này. Sẽ cắt này thì mình đã đánh dấu rồi. Cái dây này dây lửa, dây này dây nguội. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đấu vào thiết bị. Thì các bạn nhớ là nếu mà dây mà nó dư quá thì chúng ta nên cắt đi để tránh hoặc là thở dây và chập điện. Rồi sẽ đúc vào đây. Đấy, bạn đúc như này cho bạn mặc ốc vào. Nhớ là bạn phải mặc này chặt vô nha. Rồi đấu này cái này cũng được thôi. Rồi, bạn sẽ cho luôn. Rồi, ốc vào. Đấy, thì bạn thấy là mình đã hoàn thiện cái phần thiết cắm rồi. Ai biết rồi bạn thì bỏ qua, ai chưa biết thì bạn thì là xem video mình mà tham khảo. Tiếp theo là chúng ta sẽ đấu dây trong đu đèn. Đu đèn. Mình sẽ hướng dẫn bạn đấu đu đèn an toàn, cũng như là tránh hoặc là chúng ta bị dập ra được, cũng như là nó lắm. Đầu tiên các bạn sẽ tháo đuôi đèn ra, các sẽ đút cái này vô trước. Này ai cũng biết rồi, nhưng mà có một nhiều người là quên cái bước này. Rồi chúng ta sẽ buộc, bạn phải buộc cái này vô, buộc thật chặt. Thì khi mà cái đuôi đèn đó, đây không, không nên là mình dập dây được. Đấy, có vô dù kéo mặt ra nữa thì nó cũng không bị dập được. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đấu vào trong hệ thống mất điện. Đây là đuôi đèn. Thì bạn sẽ xác định, ví dụ là cái cực này nó chạy ra đây, nó chạy ra đây, tức là nó là cái tâm. Còn cái này, cái chắn này, cái còn lại là nó là chạy rõ rồi. Thì cái nó chạy vô tâm, thì bạn sẽ đấu vào cực nóng. Thì ở đây cực nóng đã đang dấu bằng như đỏ rồi. Đấy, sau đó là đút hết hai cực rồi. Đút vỏ lại. Sau đó là đút vào. Cái này thì ai cũng biết rồi, nhưng mà ở đây mình cũng hướng dẫn bạn dành cho bạn chưa biết các bạn coi. Còn ai mà biết rồi thì bạn bỏ qua đi cho mình đi, đừng có xem chửi mình này nhục lắm. Đấy,
À, nhớ là dây dư mà bạn không chắc thừa được thì bạn nhớ gấp gấp lại cho nó gọn ha, tránh hợp là chặt đi chắc rồi ha. Ra người này cũng vậy, ra trung hòa này cũng vậy, cũng đúc cái dây vô đó, đúc dây vô giống như mình, bạn này vô. Ok, gấp này ạ. Cuối cùng mình đã xong rồi ha. Đây, chỉ cần đây. Đấy, đưa vô, đã ơ. Nhiều người ta hay đấu này, người ta thấy không hay ha. Đấy, đó đây không. Làm kiểu này biết không bao giờ đứt. Rồi, mình đã hoàn thiện 100% toàn bộ mặt điện rồi. Bây giờ mình sẽ đi test cho bạn xem. Công đoạn cuối cùng giờ này các bạn chỉ có kiểm tra và test sản phẩm. Để các bạn đấu công tắc cho nó đúng thì bạn nên chuẩn bị cho mình một cái bút thử điện này. Bạn sẽ chọn đấy, ở đây trả sáng gì đúng không, mình chọn lên cực trên đấy thì bạn biết rồi đó, sáng đỏ này thì tất cả đây là dây nóng rồi. Thì bạn sẽ quay lại đến cái mạng điện của chúng ta, bạn lấy cái cắm, bạn cắm vào đây, đây mình sẽ rút cái này, mình đặt hình rút cái này ra, đây, thì bạn thấy này, đó, bạn dùng cái bút điện quan trọng luôn. Nếu nó không phải là cực nóng, bạn sẽ phải đảo cái cam này à. Ok, đèn sáng rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cho bạn. Ok, mình đã đấu xong cái bóng đèn rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái công tắc này cho bạn xem. Đấy các bạn thấy không? Đèn sáng rất là sáng. Đấy. Mạch điện này hoạt động rất là tốt. Rồi, ví dụ là mình sẽ cắm cái đây, ổ cắm. Đây. Nhập cắm. Đây. Các bạn thấy nồi cơm điện sáng không? Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để kết nối một thiết bị điện bảng điện bài 6 gồm hai cầu chì, một công tắc và một ổ cắm. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Bye bye. Các bạn nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye.